صفة الوضوء. Cách thức lấy nước wudu. ينوي بقلبه. Chúng ta định tâm bằng trái tim của mình. يسمي يقول بسم الله. Và chúng ta đọc بسم الله. ثم يغسل الكفين. Sau đó chúng ta rửa hai bàn tay của mình. ثم يأخذ ماء بيده اليمنى. Và chúng ta lấy một ít nước bằng tay phải của mình. يدخل الماء. Sau đó chúng ta đưa nước vào miệng của mình để súc miệng. Và chúng ta hãy يسحب الماء من الخرين. ثم يستنثر. Và chúng ta hỉ mũi của mình. ثم بعد هذا يغسل الوجه. Và tiếp theo đó chúng ta rửa khuôn mặt của chúng ta. من أطراف إلى الأطراف هنا ومن هنا إلى هنا. Từ cám cho đến từ trán cho đến cằm. ثم يغسل اليد اليمنى. Và chúng ta rửa hai bàn tay của mình bằng tay phải. حتى يستوعب المرفقين هنا. Và chúng ta rửa sạch cho đến cùi chỏ của mình. اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. Và chúng ta rửa tương tự với tay trái. حتى يستوعب المرفقين. Và cũng tương tự rửa cho đến hai cùi chỏ của mình. ثم يمسح الرأس. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه. Và chúng ta lấy nước thoa lên đầu của chúng ta bắt đầu từ trán cho đến sau gáy. ثم يعود مرة أخرى. Và chúng ta quay lại. يدخل السباحتين. Và chúng ta lấy hai ngón tay của mình. في صماخي أذنين. Chúng ta móc vào tay của mình để lau để rửa. ويمسح بالإبهام ظاهرهما. Và chúng ta lấy hai ngón cái của mình và chúng ta lau xung quanh hai đôi tay của mình. ثم يغسل الرجل اليمنى. Và sau đó chúng ta rửa sạch hai bàn chân và bắt đầu từ chân phải. Và chúng ta rửa đến trên mắt cá chân. Và chúng ta rửa tương tự với mặt chân trái. Và rửa cho đến trên mắt cá chân. Và đừng bao giờ lãng phí nước. يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. Và sau đó chúng ta đọc dua sau khi chúng ta kết thúc lấy nước wudu đó cho những gì mà đã được đề cập trong Sunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.